Xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một buổi cuối tuần thật là vui vẻ. Hôm nay tranh thủ ở nhà tránh dịch, nhà mình đây là mẹ mình nè. Mình làm món mới nha. Đây là bột mẹ mình đã chuẩn bị sẵn. Còn đây là này là củ khoai lang, bên kia khoai tây. Giống giống nhau phải không các bạn, mà khoai tây thì nó nhỏ hơn. Với lại một cái đùi gà. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng xem nha. Lửa nóng cái mẹ đổ vô. Đổ trái rồi nè. Bây giờ chảo nóng rồi, mẹ mình sẽ đổ dầu vào nha. Ăn mấy cái món chiên này nó hao dầu dữ lắm, phải dầu nhiều nó mới ngon. Nhà mình cũng ít người á, như các bạn cũng biết á, cho nên ăn chỉ ít như thế này thôi. Bây giờ mình chờ chảo nóng nha. Đâu dầu nóng chứ. Chiên cái đùi gà trước, đặng hồi bỏ đường vô á, chiên cái này. Vậy là cái bột này chưa có đường phải không mẹ? Chưa, tại vì bột này là bột gì hết mẹ? Nó để chữ bột đa dụng, sử dụng cái gì cũng được. Là bột chiên sù á không? Chiên giòn, chiên chuối, chiên rồi khoai lang, khoai tây, đùi gà, trứng cút gì được hết. Đó mình đang, mẹ mình đang thử chảo dầu á. À, vậy là được rồi đó. Giờ sẽ bỏ cái đùi gà vào nha. Nghỉ lễ đâu có ít, không có ai thấy ai bán đồ ăn nữa đâu. Gặp nhà mình ở xa chợ nữa, nên là tự làm ở nhà luôn, chế biến món ăn. Bột này mẹ chỉ ngâm thôi chứ mẹ đâu có nêm nếm gì à? Không, nó như nó cũng vừa vừa ăn rồi. Vậy lát mình ăn với tương ớt cũng vừa rồi ha. Úi da, mẹ xém. Trước khi chiên á mình cũng khứa cái đùi gà ra cho nó dễ ăn. Đây mẹ mình cũng khứa ra nè, cho nó mau chín ở phía trong á, sợ chiên nó chín ở ngoài không, ở trong nó không chín. Bây giờ mình chỉ việc đợi thôi nha. Chiên được một lúc thì đùi gà nó vàng, nó chín rồi nè các bạn. Như muốn khác luôn rồi nè. Mẹ mình bỏ khoai lang tây vô nha các bạn. Đây là chiên tiếp nè. Mình sẽ quay cái đùi gà nó bị không được đẹp lắm. Tại cắt ra đó, cho
mẹ mình lấy kéo cắt ra cho nó chín ở trong á, tại vì mà cái lửa của mình không phải như cái lửa trong siêu thị, nó sợ nó không chín ở trong á. Con cái bọt chiên xù nó ngoài con thấy rõ luôn nè các bạn, ngon quá à, vàng quá vàng luôn. Bây giờ là tới khoai tây. Khoai tây xong á thì sẽ tới khoai lang nha các bạn. Đây. Bây giờ mẹ mình sẽ ăn thử cái đùi gà trước nha các bạn. Không lấy cái chai tương ớt ra. Quên, để đi lấy cái tương ớt á. Giờ mà mình sẽ ăn thử nha các bạn. Chín hết rồi. Chín rồi, tới trong rồi. Nè, cho con coi miếng thịt coi. Trời ơi, ngon quá. Chín mới ăn được chứ đỏ đỏ sợ. Nè. Coi ăn giống của siêu thị không nha. Ồ, giòn. Sao mẹ? Ngon. Giống cái siêu thị không? Giống giống. Cái lớp vỏ ngoài nó giòn. Giòn. Nè. Làm nóng ăn không? Ừ, giờ làm gì ăn á các bạn. Chứ để một chút xíu nó nguội, chờ mấy khoai lang tây rồi khoai lang này nó chín là cái đồ gà nó nguội rồi ăn không có ngon. Giờ ăn vừa làm nha các bạn. Mình chiên cái mình vớt ra để nguội thì mình nhúng nước vô, nhúng nước bột thêm một lần nữa. Vậy là nhúng bột hai lần nó mới thấm bột nhiều phải không? Nhưng mà phải cho nguội. Nguội hả? Vậy trong thời gian chờ nguội bây giờ mình ngâm. Đó là khoai tây mà phải không? Còn khoai tây. Thì hột cái này, hột cái kia. Lửa bây giờ là toàn lửa than không các bạn. Nóng lắm. Khoai lang với khoai lang tây nó chín rồi nè các bạn. Tại hồi nãy mình lu bu em bé nên mình không có quay được. Bây giờ mình quay tiếp nha. Đây, mẹ mình chiên xong rồi. Bây giờ là mẹ mình đang bắt lửa lên nấu chè. Chè đậu xanh. Chè đậu xanh. Nước cốt dừa. Nước cốt dừa có nha đam không mẹ? À, không, đậu xanh không hả? Muốn nha đam thì cắt bỏ vô. À, chè đậu xanh nước cốt dừa. Bây giờ mẹ mình sẽ ăn cái khoai lang tây với khoai lang cho các bạn xem nha. Cái này là gì mẹ? Khoai lang tây. Còn nhìn nó giống nhau à. Sao mà biết khoai lang, sao biết khoai lang tây? Khoai lang thường thì nó dài, tại hồi nãy cắt á. Cắt thì hiện cục thì nhỏ. Không ngon mà, cũng ngon mà. Mình thử một miếng nha. Nè, cái nào khoai lang mẹ? Thì còn... Con nãy giờ con cũng ăn cây dài không, nó cũng khoai lang tây không à, nè, kiếm khoai lang cực. Trang thấy rồi. Đúng không Trang? Ừ. Đúng à. Ủa sao hay vậy? Cái này khoai tây nè. Con bị mấy cây rồi. À. Vậy là cái cây nó xéo. Không, nó không có thẳng. Để mình ăn thử cái khoai lang khoai lang tây nha. Mình thích ăn khoai lang hơn. Ôi ơi, khoai tây. Mẹ cũng lộn luôn. Giòn nè các bạn ơi. Cái lớp ngoài á, là nó giòn giòn. Ở trong á, là nó béo béo ngọt ngọt. Ăn ngon lắm cái vị. Không lẽ mình nói ngon hơn siêu thị thì kỳ. Mỗi cái cách làm nó có cái vị ngon khác nhau. Ngon quá à. Ăn nó không có ớn. Ngon quá. Hôm nay cái mùa này mình phải ở nhà mình tránh mà. Nên ở nhà mình tự chế biến khắp món ăn.
Đó là ngon luôn. Giờ mẹ mình chụm lửa tiếp theo là nấu chè nha. Chè thì này, chè này nấu cũng ngon. Giò đậu xanh vô cái vắt nước dừa vô cái bỏ đường vô cái rồi phải không mẹ? Đơn giản, rất là nhanh luôn. Tắp xôi à? Cái này mình nên không biết có ăn với tương ớt ngon hơn hay là ăn không ngon hơn đó. Phải ăn với tương ớt mà. Không ngon mà ăn không. Đúng khoai lang rồi nè. Mình lấy nát cái này sao mà nó kỳ quá. Đó. Được có tí xíu mất nữa. Hay kệ. Sôi á, chè sôi rồi kìa các bạn. Buổi trưa gió mát luôn. Ở nhà cuối tuần ở nhà rất là bình yên. Đó. Hôm qua thấy có cái bắp chuối. Đó. Đây mình quay cái bắp chuối cho các bạn xem. Đó. Rất là đẹp luôn á. Rồi các bạn ơi, các mình xin dừng video ở đây, ngăn video mình cũng dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.